大家好，大家好，大家好，大家好，mọi người lại là mình Hà Kiara đây. Ngày hôm nay thì mình đang có mặt ở thành phố Hồ Chí Minh cùng với một vị khách mời, đó chính là mình là Trí Kinh Huân, là bạn học của Bùi Ngọc Hà. Ngày hôm nay thì bọn mình sẽ ở đây để cùng thảo luận và phân tích về một chủ đề, đó chính là nên học trước tiếng Trung ở Việt Nam hay là đi sang Trung Quốc và học một năm tiếng. Trước khi đi vào phần chính của ngày hôm nay thì đầu tiên bọn mình sẽ giới thiệu sơ qua về cái quá trình học tập của bọn mình nhá. Trước khi sang Trung Quốc du học thì mình có học tiếng Trung ở Việt Nam 3 năm. Bởi vì hồi cấp 3 thì là mình học ở trường Trung học phổ thông chuyên Lào Cai, lớp chuyên Trung. Đấy, thế nên là bắt đầu từ lớp 10 cho đến lớp 12 là mình đã học tiếng Trung. Thì ở Trung học phổ thông thì em không có học tiếng Hoa nào cả. Cái ngôn ngữ ngoại ngữ mà em học là tiếng Anh. Cho nên khi mà qua bên Nam Kinh du học đấy thì anh phải học tiếng Trung từ con số 0. Phần tiếp theo thì bọn mình sẽ cùng nhau so sánh giữa hai kiểu học này để xem có gì khác nhau nhá. Ở Việt Nam thì bọn mình sẽ dùng giáo trình Hán ngữ của Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh. Giáo trình này thì gồm có tiếng Việt, tiếng Trung và tiếng Anh. Giáo trình của anh thì nó là một cái intensive course, mục đích của nó để dạy thật là nhanh cho những người học một năm tiếng. Giáo trình này có hai ngôn ngữ là tiếng Trung và tiếng Anh, không có tiếng Việt. Ở Việt Nam thì cô giáo của mình là người Việt, thế nên là cô dùng tiếng Việt để dạy bọn mình. Trường Đại học Sư phạm Nam Kinh của anh, cô giáo dùng tiếng Anh để mà giảng bài. Nói chung là ở Việt Nam thì cô dạy bằng tiếng Việt rồi, thế nên là nếu mà không hiểu nữa thì chắc chắn là tại mình rồi, không phải tại cô hay là tại sách hay nào đấy. Đối hiểu bài thì cái này hơi khó nói nhá. Đối với những bạn mà đã biết tiếng Anh rồi, qua bên đó hiểu bài là hoàn toàn có thể. Tuy nhiên, nếu mà mình không biết tiếng Anh, rất là khó để mà cho mấy bạn ấy nghe hiểu những gì cô giảng. Tại vì cô dùng tiếng Anh để giảng. Đối với anh thì độ hiểu bài của anh là 100%, nhưng mà đối với các bạn khác thì chắc chắn là thấp hơn. Tại vì các bạn chỉ có thể nhìn để mà đọc thôi, chứ không hiểu những gì cô nói. Hồi đấy mình học xong ở Việt Nam là học xong 3 năm thì đi sang Nam Kinh nói chuyện thì tất cả mọi người đa phần đều là hiểu được, với cả giao tiếp cũng không gặp khó khăn gì lắm. Huân có thể hỏi những cái câu hỏi đơn giản nhất, kiểu như là hỏi đường, hỏi cái này là cái gì, rồi đi mua đồ này nọ. Tuy nhiên để mà có thể giao tiếp với một người bạn Trung Quốc để mà chia sẻ những gì mình nghĩ, kết bạn và nói những cái vấn đề sâu xa đi thì cái này Huân làm không được. Cái này Hà có thể nói trước. Khi mà ở Việt Nam thì em phát âm nói chung là không phải là 100% chuẩn, và nó cũng không phải là quá là hay. Thế nhưng mà sau khi sang Trung Quốc, phát âm của em dần dần được cải thiện. Giữa tiếng Trung với là tiếng Việt có rất là nhiều những cái âm mà mọi người nghĩ nó giống nhau, nhưng thực tế thì nó không giống nhau. Thế nên là sau khi mà nói chuyện cũng như tiếp xúc với nhiều người Trung Quốc, có một cái môi trường học tập, thì bọn mình sẽ dần phát hiện ra những điều đấy và sửa thì nó sẽ hay hơn. Phát âm của Huân cũng không phải là tệ. Nếu mà so sánh giữa Huân và Hà thì Huân thấy là Hà phát âm tốt hơn. Mặc dù Huân đã học một năm hoàn toàn trong cái môi trường dùng tiếng Hoa rất là nhiều. Nếu mà hỏi lý do tại sao thì có thể là lý do cá nhân. Có thể là Hà quan tâm về những cái chi tiết nhỏ trong cách phát âm hơn. Cũng còn có thể là Huân cứ nghĩ là ôi mình có thể là không cần phải để ý những cái chi tiết đó làm chi, dù sao thì mình cũng là người nước ngoài. Thì những cái cách suy nghĩ này của mình cũng ảnh hưởng đến cái cách phát âm của mình. Với cả lúc nãy anh Huân kiểu bảo mình phát âm hay hơn thì nó hơi bị cọc cạch ấy, anh biết. Tại vì là em học tiếng Trung học bao nhiêu năm rồi mà anh mới học. Thế nên là có thể biết đâu đấy sau khoảng tầm 1-2 năm nữa thì anh Huân sẽ kiểu chú tâm hơn đến việc phát âm, xong bắt đầu luyện thì kiểu gì cũng vượt mình, nhưng mà xem mọi người đợi. Hy vọng. Trước khi vào trong Sài Gòn á, mình đã đăng một cái Instagram story và hỏi mọi người là có gì muốn hỏi về cái chủ đề này không. Thì ở đây mình đã nhận được một vài câu hỏi và bây giờ bọn mình sẽ cùng nhau trả lời nhá. Ok, câu hỏi thứ nhất đó chính là không biết tiếng Anh thì có nên học tiếng ở Trung Quốc không? Cái này Huân xin trả lời. Nếu mà đi theo con đường của Huân, tức là học một năm tiếng ở bên đó, cái này thì không nên nếu mà không biết tiếng. Tại vì Huân học ấy, để mà Huân đạt được cái trình độ tiếng Trung cao trong vòng một năm, đòi hỏi Huân phải nghe hiểu những gì cô giảng và đọc hiểu những lời chỉ dẫn trong sách. Thì những lời chỉ dẫn và những lời cô giảng ấy bằng tiếng Anh, cho nên nếu mà mình không hiểu thì làm sao mà mình học được. Lời khuyên của Huân là gì? Là nếu mà bạn không biết tiếng Anh mà muốn qua đó học một năm giống như Huân, bạn hãy học tiếng Anh tốt ở đây trước đã, rồi hãy qua bên kia. Ok. Câu hỏi thứ hai đó chính là bản thân cố gắng trong vòng 6 tháng thì có thể đạt được 2K3 không? Hoàn toàn có thể. Ừ, em cũng nghĩ hoàn toàn có thể ấy. Tại vì là mình với anh còn nhớ Vinh không?
Anh nhớ. Nhớ đúng không? Đấy thì bọn mình có quen một người bạn thì bạn đấy học 1 năm tiếng ở trường mình. Đấy và sau một học kỳ 4 năm tháng ấy hả? Ừ. Thì bạn đấy đạt được luôn 2K4. Mà điểm của bạn đấy là 270 hoặc hơn 280 gì đấy. Nói chung mình không nhớ lắm, điểm rất là cao. Đối với Huân ấy thì trước khi Huân thi HSK5 là Huân có thi thử HSK4. Cái khoảng thời gian Huân thi đó cũng là 5-6 tháng sau khi Huân bắt đầu học tiếng Trung. 4 hay là 3? 4. Cái này 4 nhá, chứ không phải là 3. Và Huân đã đạt được điểm cũng khá là ok, 200 mấy trở lên. Cho nên việc mà 6 tháng học được 3 là hoàn toàn có thể. Câu hỏi thứ 3 đó chính là: nếu như mà cả tiếng Anh và tiếng Trung đều tệ hoặc là đều không biết thì có nên đi du học Trung Quốc hay không? Cái này Huân xin nói về trường hợp của Huân nhá. Như lúc nãy nói thì cái giáo trình và những gì cô giảng đều bằng tiếng Anh hết. Cho nên nếu mà mình không biết tiếng Anh, tiếng Trung cũng tệ nữa, thì sẽ rất là khó để mà mình tiếp thu bài. Thực ra thì em cũng có suy nghĩ khá là giống với anh Huân ý. Khi mà sang đến một cái đất nước mới để đi du học, ngoài cái trở ngại về mặt ngôn ngữ ra thì còn rất là nhiều những cái thử thách và khó khăn ở những mặt khác. Ví dụ như là các bạn đến một đất nước mới và đất nước này quá hiện đại chẳng hạn thì thì bọn mình cũng mất khá là nhiều thời gian để hòa hợp với đất nước đấy. Mà bây giờ mình không biết tiếng nữa thì nó thực sự nó rất là khó ý. Cái áp lực nó sẽ rất là lớn. Với cả là anh kiểu cảm giác cái thực đơn bên Trung Quốc nhỉ? Vâng. Thì những gì những gì mà Huân trải qua là vì là Huân qua bên đó mặc dù biết tiếng Anh nha, bên Trung Quốc họ dùng tiếng Anh cũng khá là ít, đa phần chỉ dùng trong trường học mà thôi. Có vài lần Huân đi ra ngoài ăn ở tiệm, đơn của họ toàn là tiếng Trung thôi, và có những tiệm cũng không để hình nữa, cho nên Huân chả biết Huân đang muốn order cái gì cả. Cho nên cái này khiến cho chắc chắn là một cái nỗi ám ảnh của Huân. Những tháng đầu Huân học ở bên đó không dám bước vào một cái nhà hàng nào cả, mà chỉ ăn ở canteen mà thôi. Tại vì ở canteen Huân mới có thể nhìn thấy được những gì, những cái món mà Huân muốn chọn. Và trong cái quá trình chọn thì Huân chỉ có chỉ vào cái món đó và nói cái kia, cái này bằng tiếng Trung. Nói chung em cảm thấy thực đơn bên Trung Quốc nó là một thế giới ấy. Các bạn càng đến những cái nhà hàng cao cấp, thực đơn nó càng khó hiểu ấy. Người ta sẽ dùng những cái từ ngữ rất là hoa mỹ để thể hiện những cái món đấy. Hay có một lần em đi ăn lẩu với Fali. Xong rồi hai đứa cầm cái tờ thực đơn, xong rồi đi về tra từ, xong rồi để lần sau đến ăn đọc không hiểu gì hết luôn. Đấy là cả hai đứa đều biết tiếng Trung rồi nhá. Thế nên là mình nghĩ là để mà sang Trung Quốc du học ý, thì các bạn nên biết ít nhất một trong hai thứ tiếng. Kể cả không biết quá là sâu thì cũng nên biết những cái cơ bản nhất để có thể sinh tồn được đã. Huân còn có một cái câu chuyện nữa mà Huân muốn chia sẻ. Có một lần Huân đi ra ngoài để mà gọi cái món từ một cái xe đẩy của một cái chỗ đó bán cơm chiên, mì chiên vân vân. Lúc đó thì Huân đang muốn order. Trên chiếc xe ấy, mặc dù có những cái món thịt này nọ, Huân có thể chỉ ra và chọn. Lúc đó thì cũng học được vài tháng rồi thì Huân cũng muốn thử thách mình. Khi mà nhìn cái thực đơn bằng chữ ở trên chiếc xe đấy thì Huân không biết. Tuy nhiên Huân làm một điều mà Huân chưa bao giờ làm, tức là lấy máy điện thoại ra, mở từ điển và bắt đầu ghi bằng tay những cái nét chữ đó để mà tìm cái cách phát âm. Và khi mà Huân order thì Huân phát âm những từ đó ra. Lúc này đấy, cái ông chủ, ông hỏi là người từ đâu. Huân nói là người Việt Nam, là du học sinh. Thì ông nói, ôi tiếng Trung của em khá đấy. Huân hỏi là tại sao, thì chú nói là tại vì em biết đọc những từ này, thường thường là những người du học sinh họ chỉ dùng tên đâu mà chỉ thôi. Thế nên này nó khiến Huân rất là cũng bất ngờ, cũng khá là mắc cười. Tại vì thực sự lúc đó tiếng Trung của Huân cũng khá là tệ, nhưng mà chỉ vì là Huân chịu khó để mà tìm hiểu những cái cách phát âm, trong mắt những người Trung Quốc thì là một người học sinh tốt hơn. Nói chung là phải chăm đấy, cái gọi nghe ra chưa, nói chung là phải chăm. Câu hỏi thứ tư đó chính là: tiếng Anh ở Trung Quốc có quan trọng hay không? Nếu mà bước ra khỏi cái ghế nhà trường đấy thì cũng không quan trọng cho lắm. Tại vì ngoài đường phố mà họ không có dùng tiếng Anh, hoàn toàn không dùng tiếng Anh. Tuy nhiên mà trong trường hợp của Huân, nếu mà muốn học tiếng Trung ngay từ đầu thì tiếng Anh sẽ là một cái nền tảng để mà mình học tốt tiếng Trung. Nếu mà nói là bước ra khỏi cái nhà trường không dùng tiếng Trung thì lúc nãy Huân nói thì cũng không phải là đúng. Tiếng Anh thì không phải là đúng. Tại vì đôi khi cũng có một vài công ty, nếu mà mình đi làm bên đó, nếu mà mình biết tiếng Anh ấy thì cũng coi là một cái điểm cộng trong cái hồ sơ resume của mình. Với cả là nếu như mà biết tiếng Anh thì kết bạn được nhiều hơn. Chuẩn. Đúng không? Tại vì là ở bên Trung Quốc có rất là nhiều bạn giống như kiểu anh Huân này thì sang đấy học tiếng thì các bạn đấy không biết tiếng Trung, hoặc là có những người sang đấy thì học chuyên ngành của người ta học bằng tiếng Anh. Thế là các bạn đấy cũng không biết tiếng Trung. Nếu mà mình biết tiếng Anh thì mình có thể giao tiếp được nhiều hơn, rồi kết bạn rộng hơn. Thế nên câu trả lời đó chính là tiếng Anh nó không phải là bắt buộc ý. Thế nhưng mà có tiếng Anh thì mình sẽ được cộng thêm rất là nhiều thứ. Câu hỏi thứ 5 đó chính là: nếu được quay trở lại thời gian thì anh có muốn học tiếng Trung trước ở Việt Nam không? Cái này thì anh hoàn toàn muốn. Huân cũng không hẳn là sẽ học rất là giỏi tiếng Trung ở Việt Nam. Tuy nhiên nó sẽ là một cái nền tảng qua bên Trung Quốc và học tốt hơn nữa. Nếu mà mình biết được một chút tiếng Anh và một chút tiếng Trung qua bên đó thì cuộc sống của mình sẽ rất là ok. Mình vừa có thể làm bạn được với bạn bè quốc tế,
cũng vừa có thể làm bạn được với những người bạn Trung Quốc. Kể cả khi bạn giống anh Huân này thì đi sang bên đấy bắt đầu học tiếng Trung ý, thì cũng nên học qua qua một ít ở nhà trước. Bởi vì cái thời gian mà nhận được kết quả đỗ học bổng đến lúc đi thì nó cũng là 1-2 tháng, ít nhất là phải có 1 tháng. Thì mình cũng nên học trước một vài câu giao tiếp ở nhà để sang đấy có thể thuận tiện hơn một chút nhỉ? Nếu không thì kiểu thực sự khó khăn, Nó cũng là khiến mình tiến bộ trong lớp nhanh hơn so với những cái bạn các bạn khác. Dù gì thì cũng có nền chứ đúng không? Đúng rồi. Nếu như mà học trước tiếng Trung ở Việt Nam ý, thì thứ nhất đó chính là bọn mình không cần phải học thêm 1 năm tiếng ở bên Trung Quốc, mà vào đại học một phát là lên học thẳng luôn chuyên ngành luôn, thì nó sẽ rút ngắn được thời gian cho mình. Cái thứ hai đó chính là bọn mình sẽ ít hoặc là không gặp khó khăn khi mà giao tiếp với người Trung Quốc. Và cái thứ ba đó chính là mình không cần phải biết tiếng Anh, không cần phải học tiếng Anh cũng được, mà mình chỉ cần tiếng Trung giỏi thôi. Còn nếu mà đối với trường học của Huân ấy, qua bên đó thì mới học thời gian nhiều hơn. Huân học là 5 năm, trong khi nếu mà học thẳng chuyên ngành luôn là chỉ có 4 năm thôi. Và đồng thời thì do mình học trong cái môi trường như thế thì mình học rất là nhanh. Mình nghe cô giảng rồi ra ngoài giao tiếp, rồi giải giao tiếp với những cái bạn của mình, thì đấy, mình lên rất là nhanh. Tuy nhiên vẫn có vài điểm bất lợi. Học nó hơi khó, yêu cầu mình phải biết tiếng Anh. Mặc dù không bắt buộc. Còn nếu như mà học ở Việt Nam ý, thì em thấy cũng có một vài bất lợi lớn nhất chính là môi trường. Kiểu như là nhiều khi học ở Việt Nam rồi mình cũng không biết là mình phát âm này có đúng hay không, mà mình cũng không có ai để mà nói chuyện tiếng Trung cùng. Thì học ngoại ngữ là một cái kiểu mà mình cần phải rèn luyện thường xuyên ấy. Nếu như mà không rèn luyện nhiều thì bọn mình sẽ bị quên, bị mất đi cái phản xạ về ngoại ngữ ấy. Thế nên là có cái môi trường thì nó rất là tốt. Và chốt lại thì là học trước tiếng Trung ở Việt Nam hay là học 1 năm tiếng ở bên Trung Quốc để mà so sánh ấy, thì không có cái nào là tốt hơn, mà chỉ là cái nào phù hợp với bạn hơn thôi. Anh cũng nghĩ thế, kiểu như là những bạn nào mà cảm thấy tiếng Anh mình giỏi và đồng thời muốn thử thách mình 1 năm học xong một thứ tiếng nào đó thì có thể chọn con đường 1 năm tiếng. Đối với những bạn mà tiếng Anh của mình cũng không khá lắm thì có thể chọn con đường là học ở Việt Nam rồi qua bên đó học chuyên ngành, thì cái này có thể phù hợp với bạn hơn. Và đó chính là video của ngày hôm nay. Bọn mình hy vọng là qua video ngày hôm nay thì mọi người đã có thêm cái nhìn sâu sắc hơn về hai cái kiểu học này và đưa ra cho bản thân một cái lựa chọn thật là đúng đắn. Yep. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Bye bye. Looking from your telescope, take me on this journey home. I don't wanna wait no more. Lay me down behind the moon, tell me you'll be on the soon.